Xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ. Kính thưa chủ tọa đoàn, thưa các quý vị đại biểu, bản tháp luận của tôi có cái tên là Phật giáo Lý Trần, vấn đề chính trị, quan hệ chính trị. Thực ra thì về vấn đề này cũng đã được đề cập trong một hai cái tháp luận trước. Cái nội dung trình bày của tôi thì nó có ba khía cạnh như thế này. Khía cạnh thứ nhất ấy, tôi cũng muốn đặt ra một cái câu hỏi: hộ quốc an dân, phụng đạo yêu nước đúng quá rồi, nhưng mà cái cơ sở về triết lý và tư tưởng chính trị nó là từ đâu? Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm xem là các cái dạng thức mà hợp pháp hóa cái quyền lực chính trị của Phật giáo ở thời Lý Trần ấy là nó thế nào. Đây là tôi cũng vận dụng theo cái nghề nghiệp, tức là tôn giáo học, tôi muốn lấy những ý kiến của những cái nhà nghiên cứu kiểu như Max Weber ấy, kể nó hơi xa xôi nhưng đưa vào đây. Và cuối cùng, vấn đề thứ ba đấy, tôi cũng muốn trở lại một cái vấn đề là Phật giáo Lý Trần ở thời kỳ đó, đó là một quốc giáo hay là một cái tôn giáo chủ lưu? Một cái khái niệm nó tương đối gần đây nhưng mà nó cũng vẫn có ý nghĩa. Thế thì đấy là ba cái vấn đề mà tôi ấy, trước khi rút ra một số kết luận. Về vấn đề thứ nhất ấy, tức là tôi muốn đi tìm cái cơ sở triết lý và tư tưởng của Phật giáo Lý Trần, thì tôi lại hóa ra là tôi thấy là tốt nhất là đi trở về với ý kiến của Marx là rất hay. Marx có nói thế này: tôn giáo có thể là một hệ tư tưởng, nhưng nó không nhất thiết là một hình thức chính trị và đồng nhất với hệ tư tưởng chính thống. Đây là cái luận điểm rất là quan trọng mà tôi bị ảnh hưởng. Một cái luận điểm thứ hai, đó là quan điểm của Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc. Tôi có một cái điều kiện nhất định trong điều kiện về tư liệu, cho nên chúng tôi cũng thấy rằng từ năm 1921, khi ở Pháp mới một tuổi đảng, mới vào Đảng Cộng sản một tuổi, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi thấy lần đầu tiên cũng đã có đụng đến một cái vấn đề rất là hay trong cái trao đổi và làm việc ở Paris ấy. Thì tôi thấy Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt ra một cái vấn đề là người có tôn giáo, hay là tôi vận dụng hẹp lại là người ở đây là người Phật tử ấy, thì đứng trước có hai cái thực tại thiêng liêng luôn luôn chi phối họ. Cái thực tại thứ nhất tức là cái con Phật nếu là người Phật, hoặc là con Chúa nếu là đạo Kitô. Còn cái thực tại thứ hai đó là cái thực tại là những cái đứa con của dân tộc mà sau này là vấn đề quốc gia nữa. Thế thì đấy là cái xuất phát điểm. Tôi không có thời giờ để giới thiệu cái tài liệu này, nó chưa được quen thuộc lắm, để lẽ ra thì nó phổ biến được rộng hơn. Thế thì ở cái đó thì lần đầu tiên tôi nhận thấy và lý thuyết của cụ Hồ có nói như thế này: vì những vấn đề như vậy đấy thì giải quyết giữa vấn đề dân tộc và tôn giáo chả dễ gì cả. Nhưng mà đặc biệt Hồ Chí Minh đã nói đến ở xứ An Nam của chúng tôi, đây là cái từ của lúc đó, năm 21, Đông Dương, An Nam, người An Nam ấy đã có một cái chủ nghĩa dân tộc tôn giáo rất là đặc biệt. Đó là phải kết hợp giữa cái việc dân tộc được độc lập, được tự do thì lúc đó thì mới có thể trở thành người con của Chúa được. Và giờ thí dụ rất là thú vị, tôi cũng xin nói luôn là đấy là lần đầu tiên Hồ Chí Minh đã nói đến cái câu là nếu là người Kitô hữu ấy thì họ có thể là người công dân tốt và người con Chúa tốt. Dịch nguyên văn nó đúng là như thế. Hai cái luận điểm này ấy, nó ảnh hưởng cho tôi để tôi đi tìm đến cái vấn đề về chủ nghĩa dân tộc tôn giáo. Đó là một cái lý thuyết cũng quen thuộc gần đây dần rồi. Và tôi có lấy ý kiến cuối cùng của Porcher, để người hiện đại, người Pháp, để đưa vào đây. Thế đấy là vấn đề thứ nhất, cái xuất phát điểm. Nhưng vậy thì xét vào thời Lý Trần thì về phụng đạo nó là thế nào, yêu nước thế nào, an dân thế nào, nói nhiều rồi. Nhưng mà tôi tự gọi là khu biệt nó lại, và tôi đưa ra một cái luận đề là nó có ba cái chân đế của cái triết học Phật giáo thời Lý Trần, mà chủ yếu là Thiền Tông thôi. Thì nó có ba cái chân đế là như thế này. Cái chân đế thứ nhất ấy, chân đế rất là quan trọng của Thiền Tông Việt Nam, đó là tư tưởng Bồ Tát đúng rồi, nhưng mà là phải tế độ chúng sinh. Đây là một cái điểm rất là riêng, khác với Phật giáo Nhật Bản, khác với Thiền Tông Nhật Bản. Đó,
Đấy là cái thứ nhất rất là quan trọng. Điều này thì không ai đóng góp cao hơn là sư Vạn Hạnh cả. Không ai đóng góp cao hơn sư Vạn Hạnh. Xin xem lại Tam Tổ Hành Trạng, cuốn sách để quý báu lắm, Tam Tổ Hành Trạng, bổ sung thêm. Vấn đề thứ hai, cái chân đế thứ hai là cái này bắt đầu đụng đến nhà Trần nhiều đây, và đụng đến những nhân vật vĩ đại như là Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, rồi Trần Nhân Tông đây. Đó là cái hợp nhất đạo đời ấy, tức là hòa quang đồng trần này, hay có lúc thì còn gọi là hỗn tục hòa quang này, sống chung với cái đời tục, hòa cái ánh sáng vào trong bụi bặm, tuyệt vời lắm. Và đây chính đó là một cái cơ sở đầu tiên để dẫn đến một cái chủ nghĩa dân tộc tôn giáo tích cực như tôi vừa nói ban nãy. Và vấn đề quan trọng hơn nữa, đó là ý thức hệ quốc gia dân tộc. Thời Lý Trần của chúng ta mới vừa thoát thai 1.000 năm, cái kinh khủng nhất thì chúng ta mới vừa thoát được, và chúng ta xây dựng nên một cái quốc gia, tất nhiên thời đó là quân chủ, nó là thời quân chủ. Nhưng cái đạo đời ấy, nó mới giải thích được cái vấn đề động lực cho nhà Phật lúc đó và những người gọi là người dân Đại Việt lúc đó bình thường, và để nghĩ đến. Và cái việc hình thành ý thức quốc gia dân tộc cái quả là nó rất là lớn. Cái này chúng ta hình như, xin lỗi, cũng chưa nghiên cứu nhiều lắm. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, cái chân đế cuối cùng ấy, đó là Thiền Tông Việt Nam ấy, và đặc biệt là ba vị Tam Tổ Hành Trạng ấy, đã giúp cho chúng ta tìm ra được một cái triết lý, gọi là cái triết lý nhân sinh. Triết lý nhân sinh rất là quan trọng. Tất nhiên là Đạo Phật thì là có lẽ là đỉnh cao của những cái vấn đề từ bi bác ái rồi, từ bi rồi. Thế nhưng mà ở đây nó lại vận dụng vào trong xã hội Việt Nam lúc đó, cái Đạo Phật của Việt Nam lúc đó. Thì nhân sinh ở đây ấy, thì trong đó nó có những mấy khía cạnh này đặc biệt thật. Tôi chỉ nhắc nhanh thôi. Tức là chúng sinh ấy, giác ngộ trong khuôn khổ của từ bi, ok, rất rõ rồi. Thứ hai là chúng sinh ấy, sẽ cũng như là những người tu hành ấy, được hưởng thụ chân thực cái cuộc đời này. Cư Trần Lạc Đạo mà tôi hòa thượng giáo sư Lê Mạnh Thát thì rất là ca ngợi, mà có lẽ chúng ta cũng đều ca lợi. Và cái thứ ba cuối cùng, tức là phải xa lìa những cái ác trọc và tham sân. Cái này là tham sân si thì lại vẫn trở về gốc rồi. Như vậy ấy, cái triết lý nhân sinh của Phật giáo Lý Trần ấy, đặc biệt là Thiền Tông như tôi đang nói ấy, nó thực sự nó là một cái tuyệt vời. Và nếu như trong hiểu biết cũng còn hạn chế của tôi tạm coi đó là ba cái chân đế để giải thích được cái vấn đề bản chất của cái hộ quốc an dân nó là cái gì, mà sao nó lại bền chặt đến tận bây giờ. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì tôi cũng xin nói nhanh thôi. Đó là tôi có vận dụng cái công thức của Max Weber, có nói về các tôn giáo, người ta đều phải hợp, tìm cách như thế nào đó để sống với trần thế đấy, thì nó phải hợp pháp hóa cái quyền lực tôn giáo của mình. Tôi cho rằng ban nãy có trước vị trước tôi trung tướng gì đó, xin lỗi tôi quên tên nhé, thì là đã đụng đến vấn đề này rồi, tôi rất là thích đấy. Nhưng mà tôi thì tôi xin tổng kết lại cái này dễ thôi. Tức là năm cái dạng thức hợp pháp hóa quyền lực của Lý và Trần, Phật giáo Lý Trần, rất là tuyệt. Tìm ra được năm cái dạng thức nó phù hợp lắm. Dạng thức thứ nhất là vận động truyền bá ý thức quốc gia, tôi vừa nói rồi. Dạng thức thứ hai là tư vấn chính trị, hướng dẫn tinh thần đạo đức. Rồi. Và đạo đức, vấn đề thứ ba là dấn thân vào chính trị của triều đình nhưng vẫn giữ cái quan điểm vô trụ. Đây là cái điều hơi đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, không bao giờ đi hết cái quyền lực đến tận cùng cả. Mà nhiều người đã thấy các cái vị danh tăng thời đó cao, là sau khi đã đạt đến đỉnh cao rồi, thậm chí làm vua rồi, là vua rồi mà vẫn coi nó như chiếc giày rách thôi, ngai vàng, và thích trở về chùa mình, mà nó khác hẳn với Phật giáo ngay ở trong khu vực Đông Nam Á này. Và cái cuối cùng là hợp thức hóa quyền lực chính trị về mặt tôn giáo thông qua các cái nhân vật của mình sử dụng ở trong cung đình, trong quyền lực cao nhất như thế, rồi trong xã hội nó đến như thế nào. Thì đại thể cái này nhiều người nói, nhưng mà tôi thì rút ra một cái nhận xét, đó là chính Đạo Phật Lý Trần ấy đã có thể nói là tìm ra những cái hình thức thích hợp này, và như thế thì nó bắt đầu giúp cho cái truyền thống của Việt Nam bắt đầu có, là đừng có sợ các cái tôn giáo của trong cái quốc gia này có thể cạnh tranh cái quyền lực của nhà nước, ít lắm. Đối Việt Nam đặc biệt, tí nữa tôi trở lại cái kết luận cái vấn đề này. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba tôi xin nói cũng cố gắng để cho nó nhanh một chút, đó là đã nói đến vấn đề chính trị ở thời đó, hay mà ngay cả đến gần đây cũng thế thôi, thì nó có vấn đề là các cái mô thức chính trị của các cái tôn giáo trong cái một cái nhà nước thế tục bình thường, thì nó có hai cái cấp độ.
Chúng ta thường nói rằng là Phật giáo Lý Trần đó là quốc giáo. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại muốn đưa ra một khái niệm khác hơn là cái tôn giáo chủ lưu cơ. Cái tôn giáo chủ lưu. Ở đây tôi có thật nhanh, tôi xin thưa thế này. Cái điều tôi đưa ba ý kiến. Người thứ nhất có nói vấn đề này là Phạm Quỳnh. Trước năm 45, ông ấy nói rằng, tôi đọc nhanh cho nó nhanh. Ông ấy bảo là Phật giáo Lý Trần vĩ đại lắm, nhưng nó chỉ coi như là quốc giáo thôi, coi như là nguyên văn Phạm Quỳnh viết thế. Còn người thứ hai là Hòa Thượng Thích Đồng Bồn. Hòa Thượng Thích Đồng Bồn có nói rằng là trợ giúp tham gia nhập thế chính trị xã hội rất là ghê, nhưng mà có thể nói là chỉ áp dụng cái việc trị nước trên tinh thần của Phật giáo thôi. Thế có người, ai đó có hỏi, vậy thì cái khuyết tật, tôi xin lỗi nhanh nháy chữ khuyết tật nhé. Phật giáo Lý Trần chưa phải là quốc giáo thì nó là cái gì? Xin lỗi, đụng đến cái tham luận của Trung tướng gì mà nãy vừa nói đó. Đó là cái chuyện, các bạn cứ để ý mà xem, tôi tìm mãi, không bao giờ tôi thấy được Phật giáo Lý Trần bắt buộc lấy cái luật của đạo để trị luật đời. Chưa, không bao giờ có cái chuyện đó cả. Mà nếu không có đó thì không thể là quốc giáo được. Quốc giáo thì phải là lấy cái luật của đạo để trị luật đời, chứ đừng nói là việc tham gia hệ thống chính trị nữa. Đó, đấy là cái như vậy. Và tôi đưa ra một cái khái niệm là tôn giáo chủ lưu, tức là cái, nói tôi tiếng Anh nó gọi là cái dominant religion một chút. Thì cái tôn giáo chủ lưu ấy của Phật giáo Lý Trần ấy cũng có cái hay thật chứ. Bởi vì tôi lấy một ý kiến của một người nghiên cứu gần đây có nói một câu thế này: các nước nào lấy tôn giáo chủ lưu ấy thì cái tôn giáo của nước ấy, ấy thực chất nó đã là một phần của bản sắc dân tộc và ý thức hệ quốc gia. Tuyệt vời rồi, tuyệt vời rồi. Tôi cho rằng là không biết các cụ thời Lý Trần thế nào, nhưng mà đã lựa chọn cái mô thức tức là tôn giáo chủ lưu thôi, nhưng mà nó đã rất lớn rồi. Và đây chính lại là một khía cạnh rất Việt Nam và rất đặc biệt nữa. Trong kết luận tôi sẽ trở lại cái này một câu. Đó là mấy cái vấn đề mà tôi có nêu ra. Bây giờ tôi có ba cái kết luận như thế này. Về vấn đề thứ nhất ấy, thì tôi cho rằng Phật giáo Lý Trần về chính trị ấy, cái lớn nhất ấy, đó là đặt nền móng cho sự hình thành ý thức hệ về quốc gia dân tộc. Tuyệt vời lắm, cái này rất là tuyệt vời và phức tạp, sẽ còn phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy đó là cái đầu tiên. Điểm thứ hai đấy là cái nhập thế chính trị xã hội ấy, đã có những cái đóng góp kiệt xuất, phản ánh cái lịch sử tư tưởng của Việt Nam nói chung và lịch sử của tư tưởng và triết học, triết lý của Phật giáo nói riêng. Như tôi vừa có phân tích ba cái chân đế ban nãy, ba cái chân đế đấy nó vững chắc lắm và tôi tin rằng là nó sẽ còn lâu dài, và như thế nó lại bắt gặp với những cái tư tưởng hiện đại nữa, tư tưởng của Hồ Chí Minh rồi chủ nghĩa xã hội vân vân. Thì đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa phải chăng nó bắt nguồn từ ba cái chân đế này đứng về phía Phật giáo? Và cái cuối cùng trong cái kết luận ấy, thì tôi sẽ nói thêm như thế này: cái truyền thống mà ở châu Á, xin lỗi, nhất là Đông Bắc Á, tôi không thấy có nước nào là nước tôn giáo đứng trên chính trị cả. Không bao giờ tôn giáo hoàn toàn đứng trên quyền lực chính trị, kể cả Trung Quốc. Vì thế cho nên thường ấy thì các tôn giáo, mà ở đây trong trường hợp này chúng ta đang nói đến cái tôn giáo quan trọng bậc nhất của đất nước chúng ta, đó là Phật giáo, thì thường thường nó phải tìm ra một cái vị thế chính trị. Như ban nãy tôi đã nói đấy, đã thời Trần đã tìm ra những cái hình thức chính trị phù hợp với đạo mình để mà đóng góp vào xây dựng hoặc là với đất nước, chứ không bao giờ có thể đặt cái vấn đề ấy ra. Và tôi thấy thì hay thật cái câu mà Đức Vua nói là quyền lực, mà đấy là còn chưa kể có những cái nhắc nhở khác nữa, là cái việc phải xây dựng đạo đức, tư cách con người vân vân, tất cả các thứ đó để cho thực sự ấy, những người con của Phật ấy, sẽ trở thành mẫu, một trong những cái mẫu cho cái đất nước, ít nhất là thời đó, để cho cái xã hội nó phát triển lên. Thưa các quý vị, nghiên cứu của tôi có một vài điểm như vậy, nó cũng không biết là nó thế nào, nhưng mà tôi cũng rất muốn để được xin cảm ơn các quý vị. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng. Bài viết của giáo sư